với chủ đề trao đổi về đề án thành lập Trung tâm Thương mại Quốc tế và phát triển nguyên phụ liệu ngành thời trang, vai trò của cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 8 với hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan liên quan và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tham dự đã cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực thời trang với phát triển của ngành dệt may da giày. Theo Bộ Công Thương, việc thành lập xây dựng trung tâm cho ngành thời trang dệt may da giày hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày trong chiến lược phát triển ngành dệt may da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ. Do vậy, tại hội nghị, các đại biểu tham dự tập trung vào phân tích những vấn đề, thống nhất tên gọi, vị trí, quy mô, hình thức, nguồn vốn, cũng như đánh giá tác động kinh nghiệm của các quốc gia đã xây dựng thành công mô hình này, vân vân. Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị lần này. Tuy nhiên, để hình thành được những trung tâm phát triển nguyên phụ liệu thời trang cho ngành dệt may da giày, Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội da giày là cơ quan chủ trì xây dựng đề án cụ thể từng giai đoạn, mô hình thực hiện, đào tạo nhân lực, nhóm nghiên cứu xây dựng chính sách, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thương vụ, vân vân, để làm nền tảng hoàn thiện mô hình và vận hành hiệu quả trung tâm này.